Nga kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận Cuba, tin từ Managua, Nicaragua. Vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tới Nicaragua trong chuyến công du các quốc gia châu Mỹ Latin, cho thấy là nước Nga đang lo nghĩ về mối quan hệ ngoại giao vừa được phục hồi giữa Hoa Kỳ và Cuba, một đồng minh trong vùng của người Nga. Tại cuộc họp của Lavrov với Tổng thống Daniel Ortega diễn ra thủ đô Managua, nhà lãnh đạo Nicaragua đã nhấn mạnh đến một sắc lệnh hành pháp của Hoa Kỳ vừa mới được ban hành, nói rằng Venezuela, một quốc gia thuộc tổ chức xuất cảng dầu hỏa OPEC, là mối đe dọa an ninh. Ortega của Nicaragua nói rằng hành động của Hoa Kỳ cũng đồng thời tấn công châu Mỹ Latin. Lệnh trừng phạt nói trên của Hoa Kỳ nhắm vào 7 viên chức của quốc gia dầu lửa, trong khi bùng nổ sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Venezuela kể từ khi Tổng thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro nắm quyền hồi năm 2013. Ortega cũng tố cáo Hoa Kỳ cố ý lật đổ Tổng thống Venezuela. Ortega nói rằng Hoa Kỳ không chấp nhận cuộc bầu cử đưa Nicolas Maduro lên chiếc ghế Tổng thống, cũng như đã từng chống Tổng thống Chavez của Venezuela. Ngoại trưởng Nga đến Nicaragua cùng ngay sau ngày chuyến đi thăm Havana. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông này đến Cuba kể từ khi nước này đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Nga tuyên bố với truyền thông rằng ông hoan nghênh cuộc hội đàm và kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận Cuba. Theo truyền thông địa phương, ông Lavrov đến Nicaragua để thảo luận về việc mua bán khí cụ quốc phòng trước khi đến Guatemala.